Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe. Trong video hôm nay, mình mời các bạn cùng mình tham quan một số hình ảnh của thị xã Cai Lậy trong những ngày sắp diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 26 tháng 12 2013, 26 tháng 12 năm 2023. Buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã sẽ được tổ chức trang trọng vào tối 26 tháng 12 2023. Xoay quanh những hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như thăm viếng các gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các hội thi tìm hiểu về lịch sử Cai Lậy, vùng biển tiếng Anh, tìm kiếm tài năng học đường, người đẹp thị xã Cai Lậy, trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản địa phương, tuyên dương công dân tiêu biểu, phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, triển lãm sách báo, trưng bày hiện vật lịch sử liên quan dân ca giọng cổ, giai điệu quê hương, hội thi các môn thể thao dân tộc, bóng đá, đồng diễn võ thuật, tuần hành áo dài phụ nữ Việt Nam, hội thi đua xuồng, bonsai kiển, làm bánh nhân gian, phiên chợ quê, biểu diễn nghệ thuật đường phố, thả hoa đăng trên dòng sông Ba Gài và bắn pháo hoa tầm thấp vào tối ngày 26 tháng 12. Trước mặt các bạn đây là đền thờ Lăng Tuyết Kiệt. Nó nằm trên đường 30 tháng 4, đối diện cốp mát thị xã Cai Lậy. Lăng Tuyết Kiệt hôm nay được dọn dẹp sạch sẽ trang hoàng, trưng bày các loại hoa kiển rất đẹp mắt để sẵn sàng chào đón ngày thành lập thị xã. Cầu Cai Lậy cũ cũng được sơn khoác lên một chiếc áo mới cho cây cầu có tuổi đời hơn 100 năm. Qua cầu Cai Lậy cũ này là hướng về phường 2, thị xã Cai Lậy. Phường 2 cũng là phường đạt chuẩn văn minh đô thị của thị xã Cai Lậy. Các đường phố ở thị xã thì trang hoàng biểu ngữ, cờ hoa trông rất sặc sỡ và đẹp mắt. Đây là một số hình ảnh tại đoạn đường 30 tháng 4. Trước mặt các bạn là nhà thờ lớn của thị xã Cai Lậy, đối diện với đường tỉnh 868 và nằm trên đường quốc lộ 1, cũng
đang khoác lên mình một chiếc áo mới, chuẩn bị chào đón Giáng sinh 2024. Thank you.